để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn nút đăng ký và bấm vào nút chuông để nhận video mới nhất. Hi, xin chào các bạn. Đây là một bộ trang phục mới ra mắt ở server chính thức anh em ạ. Đó chính là siêu sao cricket Arthur. Nhưng mà rất tiếc, hắn ta lại đề tên đó chính là một thốt theo đúng cái tên mà thừa ban đầu hắn ta sinh ra. Để có được bộ trang phục siêu sao cricket của Arthur này, chúng ta phải mở sổ sứ mệnh. Sổ sứ mệnh ở bên Đài Loan hơi đắt một chút anh em ạ, 375 USD mà. Anh em kêu Việt Nam hút máu đi ạ, bên này còn đắt hơn. Đây rồi, rất là đẹp mắt anh em ạ. Arthur thì ở bên Việt Nam thì tôi không phải nói nhiều rồi. Arthur là một trong số vị tướng mà ở các bậc rank rất là được anh em ưa thích. Đây, chơi đơn giản, hiệu quả tạm tạm và có khả năng bắt hoặc là tanker đều ổn. Đây chính là Arthur chúng ta, bộ ngoại trang rất là đẹp. Chúng ta test xem là Arthur có gì đặc biệt không ha, không hiệu nguyên về nhé. Chiêu 1 đây, chiêu 1 là chiêu cảm thấy là đặc sắc nhất rồi đấy. Chiêu 2 thì sao? Chiêu 2 nó hiện không phải thanh kiếm mà là cái thanh gậy để mà đánh cricket anh em ạ. Chiêu 1 gần giống như cái trang phục của Edgeed đó. Chúng ta xem về hiệu ứng ha. Đây là chiêu cuối, được thay đổi về hoa văn họa tiết và lấy màu vàng làm chủ đạo. Rất đẹp. Bụng wow. Đánh khá là phê anh em ơi. Arthur cricket. Ok, tôi sẽ để mức độ cao nhất ha. Đây là chất lượng cao nhất của Arthur. Mà chúng ta nếu mà sử dụng bộ trang phục này, chúng ta có thể gọi anh ta là một thốt siêu sao cricket. Nhìn rất là chuẩn bài cho chứ anh em ơi. Nhìn rất là đặc sắc luôn. Tôi cảm thấy là nó đẹp hơn Edgeed một chút nếu mà bạn thích con trai. Tức là một cái hình trang phục con trai. Còn con gái đương nhiên phải xinh và cô tên rồi đúng không nào. Với lại bộ trang phục này rất là nhiều YouTuber ghi là bậc trang phục bậc SS rồi bậc S. Thực ra đó chỉ là câu view thôi. Đây là bộ trang phục hết sức bình thường. Nó được biến đổi về một chút về hiệu ứng thôi. Như là ở chiêu 1 này, chiêu 2 được thay đổi về họa tiết, chiêu cuối đồng dạng là như vậy, không có hiệu ứng biến về, không có thay đổi về giọng nói hay là âm thanh để mà sử dụng. Nói chung thì ấn tượng nhất là chiêu 1 thôi, còn lại là chỉ là sự thay đổi về ngoại hình. Nên mình tin chắc rằng khi bộ trang phục này ra mắt, nó có cái giá cực kỳ rẻ thôi. Anh em hoàn toàn có thể mua nếu các bạn thích chơi Arthur. Hết sức bình thường và đơn giản đúng không nào? Chủ yếu là từ chiêu 1 này. Đó. Chiêu 1 là mình liên tưởng đến bộ trang phục mới ra mắt của Edgeed thôi. Rất là châu bò đầu game anh em ơi. Đó là sơ qua review về cái hiệu ứng trang phục này. Mình sẽ thử chết một lần để xem là khi mà bị mất mạng, xem là vị tướng này có điều gì khác biệt không ạ. Biết đâu được cái màn chết đi sống lại lại không cái điểm gì đấy hay ho, tạo nên bước đột phá của trang phục này nào. Ok bây giờ được rồi đấy. Thế rồi đó. Đấy sao nào. Vâng. Nói chung là nhìn nè, nó xuống cái bộ trang phục thôi, chả có gì khác cả anh em ạ. Ok, đó chính là review về bộ trang phục Arthur Cricket chính thức ở server chính thức nhá, để anh em khỏi phải đoán mò nhiều. Thực ra đây là bộ trang phục mà theo mình thì bán lẻ hoặc là phải chăng hoặc là tặng cho không thì có thể là mua, chứ còn không thì mình cảm thấy nó bộ trang phục này nó không có điều gì đẹp cho lắm. Thì thà anh em mua cái bộ trang phục Arthur cặp đôi với Theodat có vẻ như là nó tình hợp lý hơn đúng không nào. À có một cái điểm mình như ghi tiêu đề đó chính là tướng Simonis đúng không nào, vị tướng thứ 73 phải không ta, 73 của lính quân thì chính thức ra mắt vào ngày 11 tháng 9 đúng không ạ, ở bên Việt Nam. Thì ở bên Đài Loan thì người ta có một cách hướng dẫn nhận free hoàn toàn nhé anh em ơi. Tức là các bạn không phải bỏ ra một đồng tiền nào đâu. Mà bên Việt Nam hình như là bán 18 đến 25.888 vàng. Mình chưa biết là nó sẽ bán bao nhiêu giá bao nhiêu luôn ấy, tại vì nó là 379 quân huy. Còn bên ở bên Đài Loan đây nhé, đây là cái sổ sứ mệnh bên Đài Loan. Nói chung là khá là đắt anh em ạ. Nhưng mà để mà nhận Gymnit anh em thấy đây. Anh em đăng nhập vào thì nhận được cái gốc cây này, và chơi một hai trận thì nhận được gốc cây này. Và sau đó thì anh em khi mà tụ tập đủ 25 gốc cây, tôi được 10 rồi nhé. Chúng ta ở tận ngày 20 tháng 9 cơ mà. Đây, Gymnit đây. Quá tuyệt vời đúng không nào? Nhận free. Anh em nào muốn nhận free thì qua bản Đài Loan nhé. Search trên Google là tải bản Đài Loan là có ngay thôi mà. Đừng quên để lại một like, share video và đăng ký kênh để giúp mình đưa các bạn thông tin cập nhật mới nhất về Liên Quân nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Để ủng hộ Ad, anh em đừng quên ấn nút đăng ký. Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn
vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên. Các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất nhiều.